Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam vừa mới được tôn vinh là doanh nghiệp có môi trường làm việc lý tưởng do tổ chức Great Place to Work bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp AIA Việt Nam được Great Place to Work, một tổ chức toàn cầu chuyên về xây dựng, phát triển và công nhận những nền văn hóa doanh nghiệp có hiệu quả làm việc, hoạt động và độ tin tưởng tín nhiệm cao, chứng nhận danh hiệu danh giá này. Để vượt qua đánh giá của Great Place to Work, AIA Việt Nam đã thực hiện khảo sát chỉ số tín nhiệm, gồm hơn 70 câu hỏi tập trung vào 5 yếu tố quan trọng tại môi trường làm việc là tín nhiệm, tôn trọng, công bằng, tự hào và tình bạn hữu, và được Great Place to Work thực hiện một cuộc kiểm toán văn hóa. Năm 2019 là năm thứ hai liên tiếp AIA Việt Nam tham gia đánh giá và đã được chứng nhận môi trường làm việc lý tưởng cho giai đoạn từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 7 năm 2020. Danh hiệu này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp toàn cầu trong quá trình tạo dựng văn hóa công ty và môi trường làm việc, nơi có mức độ tin tưởng cao giữa cấp quản lý, nhân viên và giữa các nhân viên với nhau. Định hướng phát triển của công ty nó đồng hành và các có nghĩa là nó phù hợp với lại định hướng phát triển của cá nhân, của nhân viên của mỗi nhân viên. Ngoài ra thì sự hỗ trợ của ban lãnh đạo, của tất cả các anh chị trong leadership team và cũng như là những cái chương trình đào tạo về nghiệp vụ, về cả soft skill thì nó làm cho tụi em hàng ngày lúc nào cũng hấn khởi để đi làm. Và ngoài ra thì một cái điều may mắn là ở AIA tụi em được làm ở một cái nơi mà có thể được gọi là một cái nơi làm việc khá là open và rất là đẹp, thì nó là cũng là một trong những cái gọi là tự hào khi mà mình giới thiệu với bạn bè mình rằng là chúng tôi làm việc ở AIA. Ngoài chứng nhận môi trường làm việc lý tưởng, AIA Việt Nam còn nhận giải thưởng doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt, nằm trong khuôn khổ giải thưởng Việt Nam HR Award 2014, nằm trong danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, 6 năm liên tục từ 2013 đến 2018. Top 5 doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc năm 2016 và doanh nghiệp tiêu biểu sẵn sàng cho tương lai năm 2017.